các bác anh ơi, vừa ra lò cái là em phải đăng lên luôn các bác anh ạ, đăng lên cho nóng. Và đây là một cái mẫu dao độc nhất của đơn vị em Thảo vừa mới ra lò, thiết kế mới, tay muôn kiểu dáng mới. Bác nào đang thích khoanh đồng hay không khoanh đồng? Và đây là một bộ dao siêu sắc bén dành cho các bác nhà mình sưu tầm nhá. Làm ở trong bếp thì cũng rất chi là ok. Về con dao này thì hôm nay em sẽ làm cái tay mùn của nó cực kỳ là tuyệt đỉnh luôn. Đấy, hôm nay thì nói thật là em cũng không lên live được, bởi vì trong mấy ngày hôm nay là em bận làm hàng đặt, cho nên là cũng chưa thể thu xếp để lên live để chi tiết tới các bác nhà mình từng bộ. Thì hôm nay em sẽ quay video này nhá. Như các bác các anh nhìn này, về con dao của bên Thảo nó rèn dao PS. Và với cái dòng dao này thì em đang thiết kế bằng dòng dao thép sành đanh, thép trắng không bao giờ gì. Và đây là dòng thép khác biệt để các bác nhà mình sử dụng nhá. Siêu sắc bén, thiết kế đẹp. Đây các bác này, mặt trái và mặt phải của dao đây. Và với dòng dao ngày hôm nay thì em sẽ làm là 3 chốt đinh. Tay của nó thì sẽ là tay mun. Như các bác đã biết tới đơn vị em Thảo thì sẽ có hàng trăm mẫu dao khác nhau, nhưng mà hôm nay là mẫu hàng độc và cũng là mẫu mới nhất em lên live luôn. Hôm nay thì em sẽ làm một con là trơn, một con là có khoanh đồng. Thì các bác thích mẫu nào? Nói chung là cái dòng dao này thì có cái khoanh đồng thì các bác nhìn thích đẹp đấy nhá. Chứ còn nếu như em dùng ấy thì em cứ dùng cái tay trơn này này, cầm cho nó thích. Em chia sẻ thật đấy các bác nhá. Ví dụ như một con tay trơn như này thì cầm nó sẽ rất chi là ngon. Về phần vân gỗ này của nó thì cực kỳ là đẹp. Và chốt đinh thì em làm siêu chắc chắn luôn. Con dao này 4 ly, các bác có thể chặt gà, chặt vịt, thái thịt thật ngon cho em. Đấy, và với con dao này ngày hôm nay em mới ra lò cũng báo giá luôn tới các bác anh em nhà mình nhá. Em sẽ đưa tới các bác anh em nhà mình là với giá là 230.000. Em miễn phí ship tới tận nhà các bác anh em luôn. Về phần tay của nó thì các bác anh đã chấm cho nó được bao nhiêu điểm rồi ạ? Xứng đáng là 10 điểm luôn về cái phần tay siêu tầm đẹp như này. Cổ đồng thổ cẩm. Và dao thì 4 ly dày dặn, các bác có thể chặt được xương, chặt gà, chặt vịt thoải mái nhé. Về dòng dao này thì bên xưởng em sẽ nhận làm hàng đặt các bác ạ. Đấy, các bác muốn đặt như thế nào thì em sẽ làm như ý các bác nhé. Nó rơi vào trên 20 xe một tí. Đấy. Và nếu như anh nào mà bảo là tôi thích cái khoanh đồng thì em sẽ gửi cho các bác anh cái khoanh đồng như thế này, giá tiền bằng nhau hết luôn. Đấy, và trên dao thì phải in đúng tên xưởng em như thế này thì các bác nhà mình mới nhận, mới đúng hàng uy tín được nhá. Và bên nó rèn bên em thì với những cái mẫu dao này thì nhà em sẽ còn rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Đấy, và khi xem được cái video này mà các bác nhà mình đang quan tâm tới mẫu nào, hãy liên hệ trực tiếp từ đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé, để em tư vấn và cũng như là gửi từ các bác những mẫu dao chất lượng và đẹp nhất của ngày hôm nay. Đấy, và về dòng dao này thì 4 ly này các bác này, 4 ly dày dặn, tay khoanh đồng. Đấy, lỗ chốt để các bác nhà mình treo dao. Và thiết kế dao thì rất chi là độc và lạ. Đấy, và con này thì nó có chiều dài là đo tận cuống này nó tầm độ 22 cm, rất chi là vừa tầm nha các bác nhá. Đấy, và cái phần tay mun này các bác nhà mình sử dụng lâu bền, và trong thời gian sử dụng thì em còn bảo hành cho các bác luôn. Đấy, và các bác nhà mình đang quan tâm và đang cần tới mẫu nào thì cứ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Em sẽ tư vấn và nhà em thì sẽ có muôn vàn những cái dòng dao. Còn hôm nay em đã làm xong con dao yếm này các bác này. Về con dao yếm này nhà em thì em sẽ làm bằng tay cong rất chi là đẹp, tay gỗ mun quấn đồng thổ cẩm. Về những dòng dao này em làm 4 ly để cho các bác nhà mình sử dụng siêu sắc bén. Nhất là các bác mình làm chặt dừa, để các bác nhà mình chặt dứa thì rất cần những con dao như thế này. Và em sẽ làm kỹ thuật thật đẹp nhá. Về con này thì em sẽ đưa tới các bác anh là 260.000 đồng trên một con. Em miễn phí ship tới tận nhà, không sắc không bén, em không lấy tiền các bác luôn. Đấy, còn hôm nay thì em mới làm xong được mấy con dao phi lê này. Phi lê này nó là chủ đạo của nhà em rồi. Dao mèo rất chi là nhiều. Đấy, con phi lê này em đang đưa tới các bác anh là 160.000 nhá. Trên dao là phải in tên Thảo Phúc Sen hết như thế này. Đây là một cái video ngắn về những con dao độc và lạ. Phi lê đen đây, phi lê đen, phi lê trắng đây. Các bác thích con nào? Đấy, con phi lê đen này 150 là cái giá giao lưu từ các bác thôi nhé. Còn với các bác mà tới nò em mà đặt thủ công từng con một đi, mà cái thời gian trước em làm lâu ấy, một con này là phải 250.000 em mới làm. Nhưng qua thời điểm này em đưa trên mạng thì rất nhiều bác biết tới bên xưởng em, thì em sẽ gửi tặng là 150. Những cái giá ưu đãi thật sự khi các bác nhà mình đăng ký kênh của em, theo dõi kênh của em để biết được những cái mẫu dao độc lạ và đẹp nhất các bác nhé. Trên kia là Pa Giang kìa, những mẫu dao Pa Giang cực kỳ là chất lượng, chặt tre già, chặt gỗ cứng thoải mái cho em. Đấy, và vô vàn cái dòng dao này thì em có những cái mẫu bộ rất chi là đẹp nha các bác nhé. Bộ rất chi là đẹp. Bác nào đang quan tâm tới mẫu nào, qua một chút về mẫu Pa Giang. Pa Giang hiện tại thì em vẫn làm con 35 cm với cái giá
giảm được các bác 40.000 một con là còn 260, 35 cm. Bao cho các bác thì mình chặt xương cứng, tét chặt tre già, chặt gỗ thoải mái cho em, sau đó mới phải trả tiền. 5 ly. Đấy, còn 30 cm đây các bác nhá. 30 cm giá là 250. 5 ly, chặt xương, chặt gỗ, chặt tre cứ chặt thoải mái cho em, sau đó phải trả tiền các bác nhá. 250 miễn phí ship. Còn 24 cm thì sẽ là 240. Em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. 240. Đấy, còn các bác nhà mình thích dòng dao thái thịt nhá. Đây. Con thái thịt này 150k này các bác này. Không bén cứ trả lại em luôn. Cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và với những cái bộ dao nhiều lắm thì các bác nhà mình cứ đăng ký kênh của em nhé, để theo dõi những bộ dao độc lạ nhất, dao lò cái là em đăng tải luôn để các bác nhà mình nhận được thông báo, để sưu tầm những con dao chất lượng nhất nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đừng quên like, chuông và nhất là đăng ký kênh của em, để em sẽ gửi tới các bác những bộ dao độc và lạ nhất tại lò rèn của bên em ạ.